Xin chào anh em, tuần lễ hoa ban thì cũng đã kết thúc rồi và ngày hôm nay thì mình mới có thời gian để mình đi quay về quảng trường cho anh em. Nếu anh em đi từ Hà Nội lên Điện Biên thì qua thành phố Sơn La thì cũng là một trong những địa điểm mà anh em có thể check in cảnh đẹp ở đây nhé. Điểm đầu tiên mà anh em có thể check in đó chính là tượng đài Bác Hồ với đồng bào dân tộc Tây Bắc nhá anh em nhé. Địa điểm thứ hai mà anh em cũng có thể check in trên quảng trường này đó là tại đây thì người ta trồng rất nhiều loại hoa giấy màu sắc rất là sặc sỡ và đẹp. Điểm nhấn cho quảng trường này chính là cái đồi cây hoa ban này anh em nhé, và được rất nhiều người lựa chọn để check in cái chụp ảnh ở cái địa điểm này. Đi vào rừng ban này thì mùi của hoa ban thơm dịu nhẹ và bông hoa ban này có thể nở được 2 đến 3 tháng anh em nhé. Nên ở đây thì anh em nào mà mình muốn lưu lại hình ảnh đẹp về hoa ban thì anh em phải tranh thủ nhanh bởi vì hoa ban có thể sắp tàn rồi. Điểm mà mọi người cũng có thể đến đó là đền thờ của Bác Hồ. Thank you.
Ngoài ra thì ở khu vực quảng trường này thì tất cả cơ quan hành chính tỉnh thì cũng tập trung về quảng trường này nhé, tạo lên bộ mặt của thành phố Sơn La đẹp hơn, thay đổi nhiều hơn so với 5 năm trước. Video của mình chia sẻ với anh em về một điểm check-in ở thành phố Sơn La, ở quảng trường thì đến đây cũng là kết thúc nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.